Chào các bạn, mình là Chơi Toán. Trong lịch sử, các nhà toán học đã chứng minh vô vàn các định lý, bài toán, tính chất toán học khác nhau để ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn những bài toán thiên niên kỷ vẫn chưa có lời giải đáp thách đố trí thông minh của cả nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua top 5 bài toán hóc búa bậc nhất thế giới chưa thể giải đáp. Bắt đầu thôi. Trước khi bước vào nội dung chính thì mình xin phép các bạn một phút. Các bạn hãy kéo xuống dưới bấm nút đăng ký, bấm hình quả chuông và chọn tất cả. Nếu bạn thích hoặc không thích video thì mình có thể bấm vào hai nút này giúp mình để mình có thể hoàn thiện video tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Giả thuyết continuum. Bài toán này được đưa ra bởi nhà toán học người Đức George Cantor năm 1878. Ông chính là cha đẻ của lý thuyết tập hợp. Bài toán này đề cập đến khái niệm lực lượng của tập hợp. Nói để cho các bạn dễ hiểu thì với các tập hữu hạn, lực lượng của một tập hợp chính là số phần tử của chúng. Còn với các tập vô hạn, ta phải thiết lập một quy tắc đặc tương ứng mỗi phần tử của tập hợp này với một phần tử của tập hợp kia. Trong toán học, khái niệm này gọi là ánh xạ, là khái niệm rộng hơn khái niệm hàm số mà mình đã có dịp chia sẻ ở video trước. Hai tập vô hạn được gọi là có cùng lực lượng khi có sự tương ứng 1-1 giữa các phần tử của chúng, hay nói khác đi là có một song ánh giữa chúng. Ví dụ, tập số tự nhiên n mặc dù là tập con của tập số nguyên z, nhưng chúng có cùng lực lượng vì ta có thể thiết lập một song ánh giữa hai tập hợp này. Lực lượng của tập z sẽ phải nhỏ hơn lực lượng của tập số thực r vì không thể thiết lập một song ánh như vậy. Bài toán này được phát biểu như sau: không tồn tại tập hợp nào có lực lượng lớn hơn lực lượng của tập z và nhỏ hơn lực lượng của tập r. Nó được xếp đầu tiên trong danh sách 23 bài toán chưa thể giải được của nhà toán học vĩ đại David Hume, đưa ra tại Hội nghị Toán học Quốc tế năm 1900 tại Paris. Vì lao đầu vào giải bài toán này mà chính tác giả của nó là Cantor đã bị suy sụp tinh thần rất nhiều vào những năm cuối đời. Mãi đến năm 1940 và 1963 thì lần lượt hai nhà toán học là Gödel và Cohen mới khẳng định được là không thể dùng lý thuyết tập hợp đương thời để chứng minh hay bác bỏ bài toán này. Nói cách khác là nó nằm ngoài sự quản lý của toán học đương đại. 2. Giả thuyết Riemann. Bài toán này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng năm 1859 bởi nhà toán học người Đức Bernhard Riemann. Nó cho phép ước lượng gần chính xác số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn một số cho trước. Trong toán học, số nguyên tố, tức là những số chỉ chiết cho một và chính nó, là một vấn đề còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng lại có ứng dụng rất lớn trong thực tế, đặc biệt trong việc mã hóa và bảo mật thông tin. Bài toán được phát biểu như sau: tất cả các không điểm không tầm thường của hàm zeta S Riemann đều có phần thực bằng 1/2. Đây là một trong 7 bài toán thiên niên kỷ, những bài toán quan trọng nhất chưa được giải trong lịch sử toán học. Quan trọng đến nỗi ai giải được dù chỉ là một ý của bài toán này thôi sẽ được thưởng phần thưởng là 1 triệu USD. 3. Giải thuyết Goldbach. Được đưa ra bởi nhà toán học người Đức Tristan Goldbach trong một lá thư gửi cho nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại, Leonhard Euler, năm 1742. Trong thư ông viết: mỗi số chẵn lớn hơn hoặc bằng 4 đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng đến nay đã 279 năm trôi qua nhưng không nhà toán học nào kể cả Euler có thể giải quyết hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu trong thế kỷ 21 với sự trợ giúp của máy tính đã khẳng định bài toán đúng đến trường hợp số chẵn là 4 tỷ tỷ số 4 và 18 chữ số 0. Điều thú vị là bài toán anh em của giả thuyết Goldbach, hay còn gọi là giả thuyết Goldbach yếu, giả thuyết Goldbach lẻ, đã bị trí tuệ con người chinh phục vào năm 2013. Người anh em đó được phát biểu như sau: mọi số lẻ lớn hơn 5 đều được viết dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố. 4. Giả thuyết Birch và Swinnerton-Dyer. Giả thuyết này nói về việc tìm tất cả các nghiệm của phương trình định lý Pythagoras x bình cộng y bình bằng z bình, được công bố vào những năm 60 của thế kỷ 20 bởi các nhà toán học người Anh Brian Birch và Peter Swinnerton-Dyer. Điều thú vị là phương trình của định lý Pythagoras đã được chứng minh là có vô số nghiệm cách đây 2.300 năm bởi Euclid, cha đẻ của hình học mà mình đã giới thiệu ở video trước. Tuy nhiên, Euclid cũng chỉ nói là phương trình có vô số nghiệm thôi, còn khác nghiệm của nó như thế nào thì Euclid không nói, và loài người vẫn bó tay suốt hơn 2.000 năm qua. 5. Bài toán số nguyên tố sinh đôi. Hai số nguyên tố sinh đôi là một cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp, ví dụ 5 và 7, 11 và 13, 29 và 31. Giả thuyết về các số nguyên tố sinh đôi cho rằng có vô hạn các cặp số như vậy. Điều thú vị ở đây là khi các con số ngày càng lớn lên thì số các số nguyên tố thưa dần ra, nhưng các nhà toán học vẫn có một trực giác rằng phải có vô số cặp số nguyên tố sinh đôi.
Vào mùa xuân năm 2013, nhà toán học Ethan Chang của Đại học New Hampshire đã phát minh ra một kỹ thuật mới, chứng minh rằng có vô số cặp số nguyên tố mà giữa chúng không có nhiều hơn 70 triệu số khác, tức là còn rất xa so với giả thuyết. Tuy vậy, nhưng đây là lần đầu tiên một giới hạn hữu hạn về khoảng cách giữa các số nguyên tố từng được phát hiện, có thể coi là một bước đột phá trong quá trình chứng minh giả thuyết. Sau đó tới mùa thu năm 2013, một nhóm các nhà toán học đã bổ sung thêm vào công trình của Chang và đưa ra được các khoảng cách ngày một ngắn lại. Cuối cùng họ chứng minh được rằng có vô số cặp số nguyên tố nhiều nhất, chỉ có 246 số khác xen giữa. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của Chơi Toán. Hẹn gặp lại vào những video lần sau.